không cần không cần ấy đâu con, để cho mày cho chú nắng nắng cho nó đẹp. Quý vị các bạn thân mến, Coleman đang đứng tại một trong một cái địa điểm, một cái vị trí Coleman cho rằng rất đắc địa cho những ai có ý định, ý thích làm MV, và đây là sẽ là một trong những cái bối cảnh sắp tới trong cái MV huyền thoại của Coleman trị giá nửa tỷ đồng, 500 triệu nha. Đó, làm ở Việt Nam là 500 triệu. Tại sao mình phải đi sang Hàn Quốc để mình làm một cái video bạc tỷ, đúng không? Và đây là một trong những bối cảnh phía sau lưng của Coleman đây. Và xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là hai bé trợ lý sản xuất đến từ tộc là người Mông ở trên đây. Đây các bé mới học lớp 8. Đây là hai bé sẽ là trợ lý sản xuất cầm dù che dù cho Coleman, nhưng mà Coleman không cần nữa, để cho nắng cho nó đại đẹp. Đó. Còn như bên kia là cái nhóm trợ lý người Kinh. Đến từ người Kinh, nhưng mà đấy mọi người thấy không? Đó, ngồi núp trong góc hết. Đó, chỉ khi nào bắt đầu review đồ ăn mới nhảy ra. Đó. Rồi, dưới kia thì chúng ta đã thấy hình ảnh của bạn Quang Đào. Đó, đang chuẩn bị set máy để quay Coleman nha. Đó. Em mới tuyển một trợ lý riêng. Đây, có một trợ lý riêng luôn, trợ lý áo vàng luôn, xuất sắc luôn. Đây là trợ lý em tuyển hàng tuần. Rồi, trợ lý này thì không cần thù lao. Các trợ lý của này của Coleman không cần thù lao. Và chỉ cần là các chú mua giùm cháu một món đồ ngủ cầm. Đấy, là xong. Đó. Và sáng giờ đi theo, đẻo đẻo theo Coleman. Và nó là mấy tiếng đồng hồ. Cái hơn quá, không biết làm sao. Thôi lát nữa mình mua rồi mình tính sau. Nha, rồi thử cho các bé một chút tiền về mua cơm, mua gạo với lại phụ giúp bố mẹ nha. Đây là MV. Đúng có trái vậy hả? Không, anh đứng xe trái rồi. Anh xoay hơi hướng về camera nè. Anh xoay hơi hướng về camera. Rồi, có hát không? Có hát anh. Đây, anh hát hai lần là xong. Đây, hát thì phải có bài. Tuyệt vời. Mọi người thấy đó, đi quay MV rất là cực khổ. Mọi người thấy không, quay phim còn được mát chứ Coleman nè. Mọi người thấy không, phải đứng phơi nắng. Đừng tiết lộ giá nha. Hồi giá không tiết lộ đâu đó, nhưng mà... Sau chuyến đi này mọi người sẽ thấy đó, hy sinh về nghệ thuật. Có như cái mặt đen thù lùi luôn. Ôi chết rồi, nó quay hoài, nó không ra được đây. Không bắt sống cái này. Phía sau mọi người thấy đó, cái này là không phải là do mọi người có người đốt đâu, mà là do Coleman set up hết đó. Phải set up, phải đốt. Phải đốt ở đó mới tạo được khói nè. Đó, có núi và khói. Mọi người thấy là rất là không phải là đơn giản. Riêng chi phí để đốt lá không là mất 50 triệu đồng để đốt lá. Đó, mọi người thấy đó. Cả ekip phải xuống dưới đốt. Đốt 3 tiếng đồng hồ mới cháy được đấy. Mới cháy được khói như thế này. Đang lốt bài. Chừng nào đỡ bắt đầu nha. À, em xong rồi đó anh. Rồi em đỡ bài lên. Em đã xong. Lốt lâu quá, máy lốt lâu quá. Tất cả mọi người thấy là không phải là tự nhiên đâu. Tất cả mọi thứ ở đây đều là set up cả. Ngay cả cái chỗ đứng như thế này. Đây cái cũng phải là lắp sình mới có chỗ đứng cho Coleman đứng cao lên. Rồi, thấy chưa, có cái cục 3G. Có cái cục 4G của tớ xuất hiện là khác đi. Chính xác. Bắt đầu. Quá đẹp. Về đứng ở đây nè. Đứng qua phía là phía về sau chú này. Đây. Đúng rồi. Rồi, em bấm máy luôn nha. Rồi con kia đây. Rồi con giữ nó đẹp đẹp nha. Con để con giữ luôn nha rồi. Giữ nguyên cho chú nha rồi. Rồi giữ nguyên nha. Anh đứng sức qua trái tí anh. Di chuyển qua trái tí. Rồi đó, đúng rồi. Ok. Con đi, con qua đây chú. Tình yêu như nắng
nắng đưa em về bên sông. Nhẹ vương theo gió, gió mang đôi. Nắng thấy bà nội mây trôi anh yêu gì tôi người vui bên đây có trong nơi này đường đã ai vòng tay tiếp nối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai. Sương khói mơ hồ trong bóng tối, em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi tìm một góc trời. Người yêu dấu hơi. Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt ly cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa? Khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi. Là hạnh phúc xa rời người ơi. Một mai em nhé, có nghe thu về bên trang lá mắt khô. Sau lấp lánh hát câu mong chờ về lối. Gọi tên em mãi trong cơn mê này. Đó, mọi người thấy đó. Chạy. Chúng mày vô tiếp. À thôi thôi. Con đi ra con. Qua lại bé, từ từ đó. Đi qua đây đứng với chú. Không sao. Rồi chuẩn bị nè, chuẩn bị câu cuối. Câu xong câu cuối rồi con chạy vô luôn. Cuối gồng lại. Chuẩn bị nè mọi người. Chuẩn bị nè. Đây là cú máy, cú bèn. Cú bèn. Em nói anh gồng lại anh ơi. Gồng lại anh ơi, mà anh ơi. Gồng hả? Gồng hả? Gồng anh ơi. Anh không được cứng cho lắm. Mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. À còn nắng ấm hãy lòng sao buốt giá. Trong cơn mê này mình nhớ. Ok, gọi vô chơi dù con, chú Thái Lan quay một cái nữa xong. Chơi dù. Vé lên chơi dù cho. Rồi, Thái Lan quay cái nữa là xong. Thấy không? Mọi người thấy không?
Đây quý vị các bạn thân mến, đây là đệ tử thêm một trợ lý mới của Coleman nữa. Rồi mọi người nhìn cái với hình dáng này mọi người có thể nhìn ra được đây là nam hay nữ. Đố mọi người biết. Và đây chính là người tình trong cái bài hát vừa rồi của Coleman đó. Thiếu tí son thôi. Gọi tên em ai trong cơn mê này. Mình nhớ thương nhau. Trời ơi, tức cảnh sinh tình, nói thiệt luôn. Rất là may mắn, tự nhiên bữa nay cả đoàn đi lên bản Tả Phìn. Và rất là may, ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều lúa. Đó mà kia mọi người nhìn thấy, vàng ơi là vàng luôn. Và mọi người ở dưới phía đó, người ta vẫn đang gặt lúa kìa, đúng không con? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đang gặt lúa rồi, đập lúa này đấy. Ôi, đằng kia có một chú trâu nữa, nhìn những cái cảnh quan này thật sự là nó làm cho người mình nó cảm giác một cái cảm giác nó yên bình tới một cái mức gần như là tuyệt đối. Chỉ lâu lâu có một cái chiếc xe công nông, một xe công nông nó chạy qua thì hơi bể chút xíu, nhưng không sao. Đó mới là nhà quê, đó mới là đường quê nó như thế. Có thể mọi người cũng phải nên thông cảm cho Coleman một chút xíu, tại vì đứng giữa trời trưa nắng ở cái nhiệt độ này mà mình còn tỉnh táo, mà mình không nói nhảm là nó không là mình không thể là người bình thường được nha. Đây trợ lý, thấy chưa, mặt xinh sáng ơi là sáng luôn, cười chụp hình nè con, cười. Đây còn dàn trợ lý kia, dàn trợ lý kia nõn nè. Các bạn biết các bạn ấy đang làm gì không? Đó, các bạn ấy đang tập sư thuật. Rồi tiếp tục. Rồi máy đã sẵn sàng xong. Chúng ta sẽ quay đây là phân đoạn cuối của Coleman, bài hát Riêng một góc trời. Chừng có nước suối nữa nha. Lát có suối suối không? Suối. Ta chưa biết ha. Lát chúng ta. À, mọi người thấy không? Ai kiếp rất là hùng hậu. Ê, quý vị và các bạn thân mến, làm một cái MV như Coleman là 3 bộ đồ. Là theo như bạn DOP Hoàng Đào, bạn nói là vậy là em nói thật anh đầu tư lắm. Chứ người ta quay MV là người ta thay có đúng một bộ, hai bộ là hết. Anh tới 3 bộ. Và cái bộ này mới là vui nè, bộ này mới mua nè. À, cái bộ này đẹp lắm nha, lại mới mua ở ngoài đầu bảng đó nha. Rồi nhưng mà phía sau mới đẹp mà, mọi người thấy không? Không có cái áo thứ hai đâu nha. Ở Sài Gòn hơi khó kiếm đó nha. Tất cả đều bằng gọi là handmade. Kỳ công lắm. 300.000. Cô trợ lý của ta thật là dễ thương. Cô trợ lý của Coleman và cô trợ lý của Hoàng Đào. Hoàng Đào lúc này cũng hơi xa xỉ đó. Có luôn cả trợ lý nữa ha. Quay ngon. Phim là phải có trợ lý nữa. Trợ lý mà phải trợ lý nhí nha. Đây, đây là bé trợ lý. Rất là dễ thương. Không chơi với trợ lý già. Mặc pi lai nha. Thấy chưa? Rồi, máy chạy luôn. Con trẻ đèn chú nè. Ờ, đúng rồi. Hay lắm. Cảm ơn con nhiều. Rồi. Nắng đưa em về bên dòng suối. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Đừng như lá rơi buồn nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi,
thật hiểu tình thôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương mình xa lại. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe xót nặng mai. Sương khói mơ hồ trong bóng tối. Tôi vẫn chơi vơi dưới một góc trời. Người yêu dấu hơi khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây. Tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời. Người ơi rồi máy lên em nhé, có nghe thu về trên hàng lá. Làn sáng lấp lánh hát câu mong chờ em về luôn. Nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi. Trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Ok mọi người à, nói chung là đi lặn lội đường xa, nhưng mà để có được một cái bối cảnh quay đẹp như thế này thì cũng rất là xứng đáng, không cảm thấy mệt mỏi. Ok, thật sự. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với người một cái cô gái người Dao dân tộc nha. Em chào các anh chị, các cái fan hâm mộ của Color Man. Em là một, cũng là một fan hâm mộ của Color Man. Em đến ở dân tộc Dao. Em ở trên tà bán tà phim và tình cờ em đi ngang đây, em thấy anh Color Man quay rất là vui. Mọi người đón xem MV của anh Color Man nhé. Bài Riêng Một Góc Trời. Còn bây giờ thì thôi, em phải chạy theo anh Color Man đây.